Nền kinh tế phát triển, người dân được tiếp cận với nhiều tiện ích hơn. Nhưng bên cạnh đó, con người cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ gây nhiễm bệnh, khiến cho nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng gia tăng. Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Bảo Lộc tự hào cùng ngành y nâng cao sức khỏe cộng đồng. Được thành lập từ năm 2018, Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Bảo Lộc tọa lạc tại số 30A Trần Quốc Toản, phường Bà Lao, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, là một trong những phòng khám đa khoa được đánh giá cao về cả chất lượng khám chữa bệnh lẫn dịch vụ khách hàng. Với phương châm sức khỏe hôm nay, hạnh phúc ngày mai, Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Bảo Lộc luôn đề cao chất lượng phục vụ, đặt nhu cầu của người bệnh lên trên hết, quan tâm chăm sóc sức khỏe của bạn bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Chúng tôi tự hào là một trong những phòng khám được cấp phép hoạt động dưới sự giám sát của Sở Y tế, có đầy đủ trang thiết bị y khoa tân tiến và theo đuổi những phương pháp tầm soát, điều trị bệnh lý tiên tiến trên thế giới. Trong đó phải kể đến hệ thống các thiết bị chẩn đoán y khoa hiện đại như CT scanner, X-quang, nội soi, xét nghiệm, siêu âm, điện tim và rất nhiều trang thiết bị hiện đại khác nhằm đảm bảo được chất lượng trong quá trình khám chữa bệnh. Chất lượng khám chữa bệnh luôn là tiêu chí được chú trọng hàng đầu tại Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Bảo Lộc. Bên cạnh việc đầu tư vào cơ sở vật chất, thiết bị y tế phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh, phòng khám còn là nơi quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi, có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong nghề, đến từ các bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Được đào tạo ở các đại học ngành y hàng đầu Việt Nam và luôn cập nhật các kỹ thuật y tế tiên tiến. Những người luôn hết lòng vì người bệnh và hoạt động theo tiêu chí, tận tâm vì sức khỏe. Đặc biệt, phòng khám rất chú trọng vào việc xây dựng một môi trường văn hóa dịch vụ y tế khoa học, thân thiện và giàu tính nhân văn. Ngoài chuyên môn, mỗi thành viên tại Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Bảo Lộc liên tục được trau dồi về văn hóa dịch vụ, từ bản thân cảm nhận và giữ gìn môi trường y tế văn minh, thấu hiểu và tôn trọng từng nhu cầu, mong muốn của người bệnh. Không lạm dụng việc kê đơn thuốc, không lạm dụng xét nghiệm, khám đúng bệnh, điều trị đúng thuốc để giúp người bệnh hồi phục sức khỏe nhanh chóng, tuân thủ tôn chỉ, tất cả vì bệnh nhân. Bên cạnh đó, phòng khám còn đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, thoáng đãng, môi trường vệ sinh sạch sẽ, yên tĩnh, giúp cho người bệnh cảm thấy yên tâm, thoải mái ngay từ khi bước vào và thực hiện khám chữa và điều trị tại đây. Dịch vụ khám chữa bệnh và xét nghiệm của chúng tôi rất đa dạng, đầy đủ các chuyên khoa. Chuyên khoa nội tổng quát, chuyên khoa nội tim mạch, chuyên khoa ngoại khoa, chuyên khoa nhi khoa, chuyên khoa sản phụ khoa, chuyên khoa tai mũi họng, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, chuyên khoa răng hàm mặt, chuyên khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Với các dịch vụ cận lâm sàng, CT scanner, nội soi, siêu âm, xét nghiệm, X-quang. Với các dịch vụ tiêm chủng, tư vấn dinh dưỡng, cấp cứu và vận chuyển bệnh, tầm soát phát hiện ung thư sớm, chăm sóc sắc đẹp. Không chỉ chú trọng chất lượng khám chữa bệnh, phòng khám còn hướng tới phát triển dịch vụ khách hàng như dịch vụ đặt lịch hẹn qua website của Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Bảo Lộc, qua tổng đài chăm sóc sức khỏe khách hàng, khám ngoại viện và khám sức khỏe định kỳ cho các tổ chức cơ quan, mang đến cho khách hàng khám chữa bệnh trải nghiệm phong cách phục vụ thân thiện, hoàn hảo, chu đáo, tận tình. Với sứ mệnh góp một phần tâm sức vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đội ngũ bác sĩ hoạt động theo tiêu chí an toàn, uy tín, tận tâm. Sự tin tưởng của mỗi bệnh nhân là nền tảng và là động lực giúp chúng tôi nỗ lực không ngừng. Phòng khám Sài Gòn Bảo Lộc hiện nay thì đầu tư khá bài bản, thiết kế đầu tư theo cái quy trình mà chúng tôi đưa ra. Thành ra các phòng ốc hay nói các cái dịch vụ nó làm thì tương đối là nó thuận lợi, được sự mà của người dân ủng hộ thì hôm nay chúng tôi cố gắng phát huy và chúng tôi luôn luôn tiếp cận những cái y tế y khoa tiên tiến nhất, những cái thiết bị nào mà mới chúng tôi luôn tìm hiểu và mua về đầu tư. Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Bảo Lộc của chúng tôi được tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay cũng là nhờ sự tín nhiệm của bà con ở tại địa phương và các vùng lân cận, và chúng tôi sẽ cố gắng
tăng những cái dịch vụ tốt nhất cho bà con ở tại đây. Thời gian tới chúng tôi sẽ đầu tư hơn nữa các trang thiết bị cũng giống như là con người để mà làm sao để phục vụ tốt nhất và theo cái nhu cầu mà của bà con ở nơi này. Hiện nay, hệ thống Y Sài Gòn đã mở rộng với 3 chi nhánh tại Bảo Lộc, Vũng Tàu, Tiền Giang và trong tương lai sẽ phát triển thêm một số tỉnh thành khác. Hiện tại thì hôm nay đi đến phòng khám để khám bệnh cho bé đang bị nóng. Thì hiện tại thì bệnh viện này rất là tốt, phục vụ tận tình, cơ sở vật chất thì tiện nghi, thoải mái. Niềm vui, hạnh phúc và sự hài lòng của bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi. Trong thời gian tới, Phòng khám Đa khoa Sài Gòn, Bảo Lộc sẽ tiếp tục đầu tư thêm nhiều trang thiết bị hiện đại, nâng cao tay nghề, chất lượng dịch vụ, áp dụng các phương pháp mới vào chữa bệnh nhằm mang đến cho người bệnh môi trường khám chữa bệnh lý tưởng, xứng đáng là nơi trao gửi niềm tin của bệnh nhân. Phòng khám Đa khoa Sài Gòn, Bảo Lộc, hạnh phúc hôm nay, sức khỏe ngày mai.